Mình xin chào các bác nhé. Chào mừng các bác quay trở lại kênh YouTube nhà bác Phúc Cường. Tiếp tục lên cho bác là một chiếc lò vi sóng Toshiba. Chiếc này nó có mã là ER-W60, là một trong những phân khúc lò 3D thế hệ mới. Chiếc này nó sản xuất năm 2019 các bác nhé. Hiện tại em đang test cái chức năng bắn nóng lò vi sóng. Ở trong lò thì em đang bắn nước nhé. Chút em sẽ mở ra bác xem nước bắn hiện tại nó sôi sùng sục trong lò luôn đấy. Đây, về thành vách con này thì còn khá đẹp nhá. Sản xuất năm 2021. Đấy, sản xuất năm 2021 các bác nhá. Con này dung tích lò là 28 lít. Đấy. Hình như còn rất là đẹp. Đủ khay này. Đây, vẫn còn tem niêm phong của nhà sản xuất này. Tất cả zin nguyên bản nhá. Đây là cái dây này là cái dây để chúng ta nối tiếp địa, tránh trường hợp nó rò rỉ điện, nó nối mát. Đấy. Năm sản xuất 2021. Đây. Ut Onishizaba. Đây sử dụng trong nội địa Nhật Bản nhá. Sử dụng trong nội địa Nhật Bản. Bây giờ em đang test các chức năng về điện đóm nó đây. Nước đang bốc hơi lên trắng cái màn hình này. Đây, các bạn nhìn. Đấy, nước sôi nhá. Lò này thì em chưa vệ sinh, chút nó lau qua cho bác chút thôi, nó sẽ đẹp thôi. Con này nó còn rất là mới. Đây. Nước bốc hơi ngùn ngụt luôn này. Đấy. Sản xuất năm 2021 các bác nhá. Đây 2021. Con này thì em đang bán với giá 2,7 triệu. Chuyển khoản hết bao ship toàn quốc nhá. Giá 2,7 triệu nó Toshiba 3D. Đấy. Bên dưới này sẽ là khay đựng dầu mỡ của nó đấy. Ví dụ các bác nướng gà cái mỡ nó chảy ra thì nó sẽ chảy vào đây. Ok nhá. Đấy thì bác nào thấy ưng cái mã lò vi sóng này thì liên hệ giúp em qua số 0862 594684 nhá. Giá 2,7 triệu. Chuyển khoản 100% bao ship toàn quốc, đủ khay được hết này, không móp méo gì cả. Rất đẹp nhá. Còn rất mới luôn. Còn hàng xài lướt luôn, còn nguyên cái tem. Đây này, đây là cái dây bóng niêm phong của nhà sản xuất luôn đấy. Thành vách còn rất đẹp nhá. Giá 2,7 triệu. Con này là mã VS1 nhá. Con này là mã VS1 này. 2,7 triệu nhá. Đời 2021. Chốt hàng liên hệ giúp em qua số 0862 594684 giúp em. Và cảm ơn các bác theo dõi video nhá. Sáng nay thì em sẽ lên nhiều lò vi sóng cho các bác lựa chọn nhá. Xin chào và hẹn gặp lại các bác video tới này.